Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao tặng 2.500 cây xanh do Công ty Cổ phần Giao nhận Tiếp dận Quốc tế Interlock tài trợ. Đến tham dự có ông Quỳnh Trí Quanh, trưởng Ban Dân dận, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Tiếp dận Quốc tế Interlock. Tại buổi lễ, công ty cổ phần giao nhận tiếp dẫn quốc tế Interlock đã trao tặng 1.500 cây giáng hương, 1.000 cây sao đen và 20 triệu đồng hỗ trợ cho công tác trồng và chăm sóc cây xanh cho Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đi bộ chạy bộ, đổi cây số lấy cây xanh với tên gọi Tinh thần xanh cơ thể mạnh của gần 200 thành viên công ty Interlock tham gia trong 26 ngày, tương đương với số tiền là 66 triệu 830 nghìn đồng nhằm góp vào quỹ cây xanh Việt Nam. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu thành viên công ty Interlock và đoàn viên thanh niên của thành phố tiến hành thực hiện trồng cây dọc theo tuyến đường lê đại cương ở phường núi sam nhằm tạo cảnh quan môi trường góp phần phủ xanh đô thị trong khu du lịch quốc gia núi sam ở thành phố châu đốc